Xin chào tất cả mọi người, trở lại kênh nghiệm vô gia trước người mới thấy nhà chưa ở thành công nha. Mình để ghi một tí năm vị như ý này, sợi gạo, sợi dai mượt gạo với gạo nha. Đó. Bóc cho tổ trước nha. Hôm nay mình có ít đồ gọi là quần quần đùi với lại chân váy nha. Mọi người có nhu cầu lấy thì mình sẽ gửi tặng mọi người nha. Cái này là hàng cũng còn rồi nhưng còn mới nha, không có rách, không có bẩn xấu lắm. Tí mình sẽ quay cho mọi người xem nha, ai mà có nhu cầu lấy thì để lại cho mình địa chỉ số điện thoại để mình trước khi ấy mình sẽ gửi cho ship nha. Mọi người chỉ mất tiền ship thôi nếu ở xa nha. Đó. Mình sẽ ship tận nơi cho mọi người, mình sẽ ship ngẫu nhiên nha. Mình có rách, mình có tầm một bao ấy. Đó, mọi người ok thì lấy, thì mọi người tí mình sẽ quay chèn trong video, mọi người sẽ để ý nha. Mình sẽ giao ngẫu nhiên cho mọi người một ít nha, tầm 20-30 cái, vừa quần đùi vừa chân váy thôi. Này, ba gói gia vị này, một gói dầu, một gói muối, một gói hành. Buổi sáng ăn ngoài hơi là ok này. Ví dụ dậy mình lười nấu cơm mà ăn mì nhiều nóng, đổi sang mấy cái gói này ăn cũng ok nha. Mình sẽ đại lại nha. Đó. Cái này là 5.000 một gói nha. Đó. Hủ tiếu được làm từ gạo nha. Đó. Đơn giản thôi, còn có gia vị gồm có muối này, dầu ô liu này, tinh luyện này, tỏi, hành, cần tây, chất điều vị. Rồi bột tiêu đen, bột đệm thực vật thủy phân, bột củ cải, đường, mỡ heo, đạm đậu nành, cà rốt sấy, hương tổng hợp nha, hương tôm, hương thịt, hành lá sấy, bột tôm nha. Đó, rất là ok nha. 5.200. Đây, mình sẽ quay mọi người xem ít chân váy với lại váy nha. Đây, cái này là quần đùi màu đen này. Sẽ cho nó xuống đất trước nha, cho mọi người dễ nhìn. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đấy, ví dụ đây là một cái quần màu đen này, đó, mặt trước này, mặt sau này, đấy, rất là ok nha, đó, mình để lên bàn nó hơi bụi díu. Đó, đấy, ví dụ màu đen này, có cả quần jean như vậy này, đó, cái này kiểu dẻ chân váy này, đó, cũ nhưng còn rất là ok nha, không có rách trước gì đâu. Đó, rồi có thể là chân váy này, đó, chân váy kiểu như vậy này, đó, rất nhiều loại hai lớp nha. Đó, cái này là mình tặng chứ mình không có bán nha. Đó, mặt trước mặt sau đầy đủ nha. Rồi có những loại chân váy kiểu như vậy nữa nha. Đó. Đó, mình sẽ gửi tặng cho mọi người tầm 2 đến 30 cái, ai mà lấy thì inbox cho mình số điện thoại rồi địa chỉ để mình gửi nha. Đó, bây giờ quay trở lại mở này ra nha. Đó. Mọi người nhìn đã không? Khó nghi ngút bốc lên cao á, rất là thơm nha. Mọi người thử miếng nước nha. Wow, cái nước ngọt thanh rất là thơm này. Cái vị độ thanh ngọt vừa phải rất là ok á. Mọi người làm thử sợi hủ tiếu à. Hủ tiếu vừa chín tới, đang sụt sụt, mình đang kiểu bài nha. Nó là độ sụt sụt, thơm. Rất là ngon. Thử ít viên thịt này, mọi người nha. Cái viên thịt ok nha. Cái sợi hủ tiếu á thì là gạo nó không có nóng này, là cái thứ nhất. Và thứ hai là cái gạo này ăn vô có độ thơm, nó hòa quyện với cái nước này. Cái nước rất là đậm đặc, đậm đà nha. Ok á, rất là ngon nha. Cảm ơn mọi người xem video của mình nha. Mình nhắc là ai mà lấy nên cái quần đùi rồi chân váy thì mọi người ebook nhớ cho mình địa chỉ số điện thoại nha, mình sẽ ship cho mọi người nha. Đó, mình ưu tiên từ trên xuống dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người xem hết video của mình, mọi người nhớ like đăng ký ủng hộ mình, chờ mọi người trong video tiếp theo nha.